Vâng, xin được giới thiệu đến anh em một cái dòng mic sự kiện 4 dâu 6 số. Đây là một cái dòng mic sản xuất theo công nghệ của Đức. Một cái dòng mic sóng có thể đạt được khoảng từ 150 đến 200 mét cho anh em làm show, làm sự kiện. Một cái dòng mic mà cái củ của nó đều được sử dụng là một cái dạng củ leo em nhé. Một cái dạng củ leo cực kỳ là ít gặp. Theo em tìm hiểu thì những cái củ như này, cái giá mới của nó dao động từ 6 đến 700 nghìn một cái củ như này em nhé. Chỉ riêng một cái củ như này thôi. Thế vào nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, nó chỉ có 7 cái bộ mic như thế này. Em sẽ để cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt, thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một cái bộ mic hai tay thôi. Anh em mà xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Đấy, như thường lệ thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái mic này, sau đó sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic, đồng thời là test tiếng và báo giá. Cái thời lượng em làm cũng không dài, thế nên là kính mong anh em hãy xem kỹ video. Anh em đừng lên tour xem là một cái bộ mic như thế này nó có chất hay không, và cái giá ngày hôm nay em đưa ra nó có phù hợp hay không em nhé. Thì ở đây là một cái dòng mic sản xuất theo công nghệ của Đức, Micway, mã là EM2604. Đây là một cái dòng mic được thiết kế cực kỳ là hầm hố, cực kỳ là chuyên nghiệp. Ở giữa đây là hai cái màn hình LCD màu cam, và trên cái màn hình nó hiển thị đều các thông tin, ví dụ như là vạch sóng, vạch tiếng, kênh, tần số. Và những cái bộ mic này thì em cũng dò sóng sẵn hết cho anh em rồi, về gần như em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Nhưng mà trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Nếu như mất sóng cái nhà thì em chỉ cần ấn vào cái mũi tên bên A này, sau đó là anh em để sát cái tay mic vào cái mắt hồng ngoại trên đầu thu từ 2 đến 3 giây là lập tức là nó sẽ tự động trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ bắt sóng. Còn nếu như bên B đây, nếu như em mất sóng thì em chỉ cần ấn vào cái mũi tên bên trên ấy thì lập tức cái đèn đỏ nó sẽ xuất hiện này. Và anh em để sát cái màn hình của cái tay mic này vào cái chữ IR trên đầu thu từ 2 đến 3 giây là nó sẽ trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Và em cũng nói thêm một chút là tất cả những cái đầu này đều là những cái đầu hàng bãi, thế nên là nó sẽ không thể tránh khỏi tình trạng là bị hơi bẩn bẩn một chút như này. Đây là những cái đầu em chỉ lau qua thôi và em lên video gửi đến anh em. Thế nên nếu anh em muốn sạch sẽ thêm một chút thì em về em có thể lau qua đi. Em có thể dùng những cái khăn tẩm xăng em lau qua những cái này đi thì thực sự nó rất là sạch. Và bây giờ em sẽ quay cho anh em xem cái phần nội thất của cái bộ mic này. Một cái dòng mic sản xuất theo công nghệ của Đức, một cái dòng mic siêu sóng 4 dâu. Chính vì là một cái dòng mic siêu sóng thế nên nó được thiết kế hai cái hộp sóng ở đây cực kỳ là to. Còn ở giữa đây gồm rất nhiều các con IC xử lý tiếng lọc tạp âm, những con linh kiện cao cấp ở đây giúp cái tiếng mic của mình nó trong nó sạch. Những cái bộ mic hàng bãi thì bao giờ anh em sử dụng cũng chất lượng hơn rất là nhiều so với những cái bộ mic hàng mới. Tại vì những cái linh kiện rồi là đến những cái công nghệ cao cấp người ta áp dụng vào những cái bộ mic này thì nó rất là nhiều. Còn ở phía sau thì bao gồm hai cái jack calon để em cắm mic xưa làm sự kiện, và em sẽ tặng kèm em một cái dây 6 ly. Em cắm một em vào cái cổng line out ở phía sau này. Và ngoài ra thì là một cái bộ mic sự kiện chuyên nghiệp thì nó được thiết kế thêm một cái tai ở đây. Anh em có thể xỏ cái dây nguồn của cái bộ mic này vào đây để khi em di chuyển thì nó sẽ không bị tuột ra ngoài. Còn về cái phần tai mic thì tất cả những cái tai mic ở đây thì em đều cho thợ dọn hết lại rồi, thế rất là đẹp luôn. Những cái bộ mic ở đây thì đều được sơn bằng một cái dạng sơn rất là cao cấp và rất là đắt tiền. Thế nên là những cái sơn ở đây anh em dùng 5, 7 năm sau em bao cho anh em là gần như là không có tình trạng là bị bong chóc. Và những cái củ mic ở đây thì đều được sử dụng một cái dạng củ leo xịn như thế này. Những cái củ này thì em cũng nói rồi, giá nó rất là cao. Và ở phía sau của cái củ mic này nó được mạ một cái lớp vàng ở đây để tiếp xúc tốt hơn với cái phần tay mic. Và đây là một cái dạng mic củ rời em nhé. Và bây giờ em sẽ thử qua cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này, sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn vào một cái tay mic đây rồi. 6 7 1 2 5 6 6 7 7 7 7 6 7 1 2 3 4 5 6 6 7. Để mà nói một cái dòng mic sự kiện chuyên nghiệp thì cái tiếng của nó phải cực kỳ là chuẩn rồi. Và đây cũng là một cái bộ mic em có thể sử dụng hát gia đình cũng được. Một cái dòng mic mà anh em để cách mic khoảng tầm 20-30cm, cái tiếng của mình vẫn bắt vẫn bình thường và gần như là không bị méo tiếng. Một cái dòng mic cao cấp như thế này, một cái công nghệ đến từ đất nước Đức, một cái dòng mic siêu sóng 150m đến 200m. Những cái bộ mic này thì em đều biết giá rồi. Giá bình thường ở trên thị trường đang bán với mức giá từ 1.6 triệu đến 1.7 triệu một cái bộ như này. Nhưng nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, nó chỉ có 7 bộ này thôi. Em thanh lý nhanh cho anh em với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Bỏ qua cái mức giá 1.6 triệu đến 1.7 triệu, hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em chỉ còn 1.050.000 nhá. 1.050.000 một cái bộ mic Micway EM2604, một cái dòng mic sự kiện 4 dâu như này, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là chất.
Anh em mà mua một cái bộ mic nhái đều cũng không có cái giá như này, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic hàng xịn mà chỉ có 1.050.000, em bao ship bảo hành 3 tháng. Nhận hàng em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm như thế này, tiếng hay như quảng cáo em nhận, còn nếu như không hay, không đúng anh em gửi lại cho em không phải mất 10.000 tiền cước. Đấy, quá là rẻ luôn. Ở cái thời điểm bây giờ thì cái mặt hàng mic nó đang rẻ, thế nên là anh em có thể mua được những cái bộ mic như thế này với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Chứ còn bình thường những cái dòng mic như thế này anh em sẽ phải bỏ ra ít nhất từ 1.500.000 đến 1.600.000 anh em có thể sở hữu được một cái bộ như này. Anh em nào chốt được cái bộ mic 4 dâu sự kiện M2604 này với cái mức giá là 1.050.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369795 hoặc là 0912795. Anh em mua một cái đôi củ mic như thế này đã khoảng tầm 1.000.000 rồi, chứ đừng nói gì đến cả một cái bộ mic này mà chỉ có 1.050.000. Cái số lượng nó chỉ có 7 bộ thôi em nhé. Nếu như em không nhanh tay thì chắc chắn là sẽ không còn đâu ạ. Và ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em một cái bộ mic hai tay, thì hai cái tay mic nó vẫn hoạt động bình thường. Và cái đầu thu này thì trong cái quá trình vận chuyển thì nó bị rách nát hai cái mặt này ra rồi, thế nên em bóc hai cái mặt này đi. Em thanh lý nhanh cho anh em một cái bộ mic này với cái mức giá là 750.000 nhá. 750.000 cái bộ mic hai tay. Còn anh em nào chốt được cái bộ mic bình thường như thế này với cái mức giá là 1.050.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số dưới góc màn hình. Thực sự anh em nó quá là rẻ luôn, anh em mua một cái bộ mic bãi bây giờ những cái bộ mic cỏ đều đều cũng không có cái giá là 1.050.000, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic sự kiện chất như thế này mà chỉ có 1.050.000. Hôm nay em chỉ có 7 cái bộ này thôi, thế nên em thanh lý cho anh em với cái mức giá gần như để xả tương tác thôi ạ. Anh em mà xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, mic rẻ, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.